trên đất rẻ. Chúc hôm nay em quay cho quý chị với bà con cô bác một đôi đất nền nhá. Đất nền nằm ngay trung tâm cụm xã này. À, đây là cái trường tiểu học này. Rồi đây quý chị này. Hai bên này là trạm y tế này. Quân sự, công an này, ủy ban xã này. Đó. Lô đất mà em đang giới thiệu cho quý chị là nằm ngay trước mặt cái trường mầm non nhá. Đất thổ cư ngang 18m, sâu 30m, 400 thổ cư. Đấy, có thể bao tách ra làm nhiều ba lô nhỏ cho quý anh chị. Đây, đường vô đây. Đó. Nếu quý anh chị để 18m hoặc em sẽ tách nhỏ ra cho quý anh chị làm ba lô, mỗi lô 6m. Giá bán thời điểm này là đang ngợp thở oxy 50 triệu một mét ngang. Đây. Đây nha quý chị nha. Đây lô đất là đang ở trong cái khung gỗ này. Đây là cái trường mầm non này. Trường mầm non này. Đây khu đây là kinh doanh buôn bán ok nha quý chị nha. Đấy, nhà văn hóa thôn này. Đây là nhà văn hóa này. Đấy. Đây là đang kinh doanh này. Đây nha quý anh chị nha. Ở đất mà em giới thiệu cho quý anh chị là từ cái mép nhà này kéo qua này. Đây nha, từ mép nhà này kéo qua 18 mét này. Sâu vô 30 mét. Đuôi là hậu 1 mét, đuôi là 19. À, trước mặt đây 18. Đường đây, ủy ban xã ngay đó nha quý anh chị nha. Đây là trường mầm non này. Đó. Dân cư rất là ok nhá. Giá 50 triệu 1 mét bao sang sổ. Bao tách nhỏ cho quý anh chị thành ba lô luôn. Quý anh chị nào quan tâm thì alo cho em theo cái số điện thoại 0977 280 818. Đất tại Esup Đắk Lắk nha. Cực kỳ đẹp nha quý anh chị nha. Kinh doanh buôn bán ở đều rất ok. Rồi em xin phép kết thúc video đây.